là một mảng quan trọng trong tiếng Hàn, liên quan trực tiếp đến việc chia động từ và tính từ. Nhưng trong tiếng Hàn chỉ có 7 âm ở vị trí cuối sẽ phát âm được, và những âm không phát âm được sẽ phát âm theo một trong 7 phụ âm đó. Chúng ta cùng theo dõi bảng sau. Dòng đầu tiên, phụ âm kha, kha và ka. Đó là cách đọc khi nó là phụ âm đầu. Khi là phụ âm cuối, cả 3 phụ âm này đều phát âm theo chữ kyok. Chúng ta cùng theo dõi ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên, check. Trong trường hợp này, phụ âm kyok ở vị trí cuối thì mình vẫn đọc là kyok, đúng không? Vẫn đọc là ka. Ví dụ số 2, puok. Trong trường hợp này, phụ âm cuối là chữ khờ. Nhưng mà chữ khờ mình không thể đọc được, đúng không ạ? Thì chữ khờ sẽ đọc chuyển thành chữ ka. Và ví dụ số 3, kak. Trong trường hợp này, phụ âm cuối là sang kyok. Nhưng mà vị trí cuối thì đọc mạnh, đọc nhẹ thì mình không thể phân biệt được, đúng không ạ? Vì thế mình đọc hết thành chữ ka. Dòng thứ hai là phụ âm niên. Phụ âm niên ở vị trí đầu hay là cuối đều đọc rất là dễ, đúng không ạ? Cùng xem ví dụ với cô nhé. Ví dụ đầu tiên, nun, tồn, khàn. Dòng số 3, mình thấy rất là nhiều, đúng không ạ? Phụ âm thi cứt, phụ âm siot, phụ âm chứt, phụ âm chứt, phụ âm thiết, phụ âm hiết và phụ âm sang siot. Ôi, những chữ âm này mà đứng cuối thì đọc như thế nào đây? Tất cả 7 âm này mà đứng cuối mình đọc hết thành chữ tờ cho cô. Cứ khó đọc thì đọc thành tờ hết nhá. Cùng theo dõi ví dụ với cô nhá. Khạt, ột. Mình thấy là phụ âm cuối là siot, đúng không? Nhưng mà không liên quan gì đến chữ sờ nữa, mình đọc chuyển thành chữ tờ. Ột, nạt, nạt, khạt, nạt, khạt. Phụ âm tiếp theo là phụ âm riền. Phụ âm riền khi ở vị trí đầu mình đọc là chữ R, khi ở vị trí cuối mình đọc là chữ L. Ví dụ, khá ưl, sal. Tiếp theo là chữ miềm. Miềm thì rất là đơn giản, đúng không ạ? Đứng đầu hay đứng cuối vẫn đọc là chữ M. Ví dụ, hồm, khàm. Phụ âm phiếp và phiếp đứng cuối thì không thể phát âm bật hơi được, đúng không ạ? Vì thế cả hai âm này mình đều đọc thành gì? Chữ B. Íp, khập, áp, íp. Và cuối cùng là phụ âm yừng. Phụ âm này thì cô đã nói từ ban đầu rồi. Khi đứng đầu mình không đọc, và khi đứng cuối mình đọc thành chữ ngờ. Ví dụ, yong, khung, khang. Trong tiếng Hàn có khoảng 100 từ có hai phụ âm cuối khác nhau. Vậy trong trường hợp đó mình sẽ đọc như thế nào? Cô sẽ chia làm hai nhóm như sau. Nhóm thứ nhất là những phụ âm cuối là phụ âm đôi được phát âm theo phụ âm trước. Đó là các cặp niên, chít, niên, hiết, riền, phiếp, phiếp và siốt. Phát âm theo phụ âm trước, tức là mình sẽ phát âm theo phụ âm niên, niên, riền và phiếp. Cô ví dụ, động từ an tà. Động từ an tà có hai phụ âm cuối là niên và chít. Mình gặp cặp niên và chít, mình bảo là sao? À, cặp này phát âm theo phụ âm trước, tức là mình sẽ phát âm theo phụ âm niên. Mình đọc là an tà. Tính từ mán thà, cặp niên và hiết. Cặp này vẫn phát âm theo phụ âm trước, đúng không ạ? Phụ âm niên. Tuy nhiên, chữ hiết nhảy ra đằng sau, gặp chữ ti cứt và biến ti cứt thành thiết. Mình đọc là mán thà. Số 8, yo tol. Phụ âm cuối là riền và phiếp. Mình đọc theo chữ riền là tol. Cuối cùng, khạp. Phụ âm cuối là siốt và phiếp. Mình đọc theo phiếp là khạp. Nhóm thứ 2, những phụ âm cuối là phụ âm đôi được phát âm theo phụ âm sau. Nhóm này chỉ có 2 cặp thôi ạ. Riền, kiok và riền, miềm. Phụ âm sau là gì? Phụ âm kiok và miềm. Ví dụ, con gà có hai phụ âm cuối là riền và kiok. Mình đọc theo riền thì đọc con gà là tác. Tính từ trẻ đọc là chom tà. Từ chom kết thúc bằng hai phụ âm cuối là riền và miềm, nhưng mình đều đọc theo chữ miềm, đó là gì? Chom tà. Vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu bảng chữ cái tiếng Hàn. Ghi nhớ cho cô là gì? Bảng chữ cái tiếng Hàn bao gồm 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Tiếp theo đó là phần quy tắc kép âm. Và cuối cùng phần quan trọng nhất chính là phần phụ âm cuối. Các bạn nhớ về nhà học bài để tiếp theo chúng ta sẽ cùng học tiếng Hàn theo chủ đề nhé.